giả của kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Ngọc Trinh ủng hộ 200 triệu đồng giúp người dân miền Tây. Cũng giống như Thủy Tiên, Ngọc Trinh quyên góp ban đầu 200 triệu và cô đang tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ cho người dân miền Tây. Những ngày qua, câu chuyện miền Tây đang đối diện với thiên nhiên khắc nghiệt, tình trạng thiếu nước, cây lúa đều không thể phát triển là điểm quan tâm của mọi người. Rất nhiều cá nhân bày tỏ sự lo lắng cũng như kêu gọi tìm cách giúp đỡ để người dân miền Tây vượt qua được giai đoạn này, có đủ nước sinh hoạt hàng ngày. Đại Nghĩa là nghệ sĩ đầu tiên kêu gọi lắp máy lọc nước cho người dân. Ngọc Trinh đau lòng khi người dân miền Tây gặp khó khăn. Xuất thân từ Trà Vinh, một vùng đất khó khăn ở miền Tây, Ngọc Trinh đã suy nghĩ rất nhiều khi thấy tình trạng này đang diễn ra. Không thể làm ngơ, người đẹp lập tức lập quỹ và mong muốn mình sẽ hỗ trợ bà con. Cô bày tỏ trên trang cá nhân, hiện trạng mùa dịch khó khăn, lại nhìn thấy miền Tây đang ngập mặn mà thiếu nước nặng nề như thế này, thì thực sự rất đau lòng. Trinh muốn làm một điều gì đó thiết thực cho miền Tây. Nay Trinh kêu gọi rất mong sự đóng góp của quý anh chị và các bạn cùng Trinh đem nước ngọt đến các tỉnh miền Tây đang rất cần chúng ta. Bao năm qua, mỹ nhân vòng eo 56 luôn dành một khoản tiền lớn để đóng góp từ thiện cho quê nhà cũng như các tỉnh khác. Ngọc Trinh quyên góp 200 triệu đồng. Dù thời gian này người đẹp hạn chế mua sắm, đầu tư hết tiền bạc và công sức để thực hiện căn biệt thự mới, nhưng Ngọc Trinh vẫn sẵn sàng quyên góp cho người dân miền Tây. Đặc biệt, cô ủng hộ ngay 200 triệu đồng khiến công chúng trầm trồ. Cô bày tỏ, Trinh xin góp 200 triệu cho chuyến vận động này và mong là các mạnh thường quân cùng chung tay với Trinh đem được nhiều máy lọc nước mặn đến cho bà con. Trinh sẽ kêu gọi thêm để mua thêm nhiều máy lọc nước cho 5 tỉnh miền Tây đang nhiễm mặn và thiếu nước sinh hoạt. 40 triệu đồng một máy với công suất 500 lít một giờ. Từ bao năm qua, khán giả đã rất quen thuộc với hình ảnh mỗi dịp lễ Tết Ngọc Trinh đều về quê phát gạo, tiền lì xì và thức ăn cho người dân. Chẳng những thế, cô luôn âm thầm gửi tiền ủng hộ từ thiện cho trang trần. Dù làm việc có ít rất nhiều, nhưng người đẹp hạn chế khoe trên mạng xã hội. Quang Trung bị trách móc khi hủy buổi họp fan để tránh Covid-19. Cũng như các nghệ sĩ khác, nam diễn viên hài Quang Trung đã hủy buổi offline với fan để tránh dịch Covid-19, nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân và mọi người. Những ngày qua, từ khóa Covid-19 luôn là tâm điểm trên mạng xã hội. Mọi người đều cập nhật thường xuyên về thông tin các ca nhiễm và những biện pháp an toàn để bảo vệ sức khỏe. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ hầu hết đều nghiêm túc chấp hành việc cách ly từ khu tập trung đến nhà riêng, bởi lẽ ai cũng phải đặt ý thức cao lên hàng đầu nhằm không có thêm những tình huống xấu. Mới đây, Mười Khó chỉ gửi hoa cho vợ nhưng 8 tháng 3 không trở về từ vùng dịch, nhưng Trường Giang vẫn quyết định cách ly với vợ con vì thời gian qua anh lo lắng mình tiếp xúc với nhiều người. Quang Trung hủy offline với fan để tránh dịch Covid-19. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nam diễn viên hài vừa đăng tải dòng trạng thái thông báo việc mình đã tạm hoãn buổi gặp gỡ thân mật với các fan. Trong thời điểm này, dừng tụ tập chúng đông người là điều cần thiết. Tuy nhiên, Quang Trung khá buồn khi nhận được những phản ứng trái chiều. Anh tâm sự, Trung có đăng thông báo này trong group kín Jun Fam, group của những người bạn yêu quý mến Trung. Nhưng hiện tại lại nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Vài bạn rêu rao rằng đang buồn và thất vọng với cách hành xử này của Trung. Xin phép hỏi cả nhà, Trung sai lắm hả? Trung thích thẳng thắn nói chuyện, nên đừng nói sau lưng nhau. Xin lỗi đã làm phiền mọi người vì câu chuyện nhỏ xíu này. Quang Trung công bố hủy offline với fan để tránh dịch Covid-19. Chào Jun Fam, Trung biết cả nhà đang rất nôn nao đến 14 tháng 3 này để cùng nhau họp mặt sau thời gian dài mong nhớ. Nhưng tiếc là với tình hình dịch bệnh hiện tại buộc lòng Trung phải hủy buổi gặp gỡ này vì sự an toàn của tất cả chúng ta, của gia đình chúng ta và cả của xã hội. Trung cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã thương Trung, nhấn ngày sinh nhật của Trung và tổ chức cho Trung một buổi gặp gỡ như vậy. Nhưng thôi, trong tình trạng này vì mình thương nhớ nhau từ xa sẽ tốt hơn cả nhà nhé. Hiện nay thành phố mình cũng đang có những ca tình nghi nhiễm bệnh nhưng chưa phát hiện, nên thời điểm này mình không thể vì nhớ nhau mà Trung lại thờ ơ miễn cưỡng để tổ chức gặp gỡ, tụ tập trái với khuyến cáo của chính phủ và lương tâm của mình. Mong cả nhà mình cùng hiểu, cùng chấp hành, tuân thủ các chỉ định phòng chống dịch bệnh để bảo vệ chính mình và người thân. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Mong chúng ta luôn bình an và hạnh phúc. Yêu cả nhà rất nhiều. Anh quyết định hoãn mọi thứ cốt yếu để đảm bảo an toàn cho các fan. Cộng đồng mạng ủng hộ Quang Trung. Ngay khi dòng trạng thái thăm dò của nam diễn viên đăng tải thì nhận được rất nhiều ý kiến từ phía khán giả. Đa phần mọi người cực ủng hộ với cách làm của Quang Trung.
hơn 200 bình luận động viên rằng anh chàng chẳng có điều gì sai. Có chăng là những cá nhân đang cảm thấy thất vọng với sai trong câu chuyện bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Rất nhiều ý kiến khẳng định Quang Trung hoàn toàn đúng khi hủy upline. Cho đến hiện tại, việc quan trọng nhất chính là đảm bảo vệ sinh an toàn sức khỏe cho chính bản thân và mọi người xung quanh. Từ sau Tết, các hoạt động nghệ thuật gần như giảm hoàn toàn vì tránh chuyện tụ tập đông người không thể kiểm soát được nếu xuất hiện ở một cá nhân nào có dấu hiệu với dịch. Sau việc kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp người dân miền Tây, MC Đại Nghĩa kêu gọi mọi người cùng chung tay hỗ trợ bà con mua máy lọc nước. Thủy Tiên, Hoa hậu Hennie vô cùng xúc động khi hay tin. Những ngày gần đây, người dân khắp nơi ở miền Tây đang gặp khó khăn về đời sống và trong sinh hoạt do điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt, hạn mặn. Trước tình huống cấp bách, rất nhiều nghệ sĩ lên tiếng chia sẻ và kêu gọi mọi người cùng chung tay hỗ trợ bà con miền Tây vượt qua được giai đoạn thiếu nước này. Bà con miền Tây đang gặp khó khăn vì điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. MC Đại Nghĩa tặng 14 máy lọc nước cho bà con Bến Tre. Được biết đến là một trong những sao nam có nhiều hoạt động thiện nguyện âm thầm nhất ở showbiz Việt. Khi hay tin bà con ở đồng bằng sông Cửu Long gặp khó khăn vì thời tiết khắc nghiệt và ngập mặn, MC Đại Nghĩa nhanh chóng trích số tiền trong quỹ từ thiện của mình lắp 11 máy lọc nước cho bà con ở Bến Tre. Anh đã chia sẻ 14 nơi mà mình đã lắp đặt và 11 nơi anh sẽ đến trong thời gian tới. Nghĩa sẽ tiếp tục lắp máy lọc nước cho bà con. Cảm ơn các bạn nhiều. Còn nhiều nơi yêu cầu lắm vì tình hình hạn mặn đang rất nghiêm trọng ở miền Tây. Nhưng một lúc Nghĩa không thể làm hết ngay được, nên các bạn thông cảm nhé. Nghĩa làm từ từ cũng sẽ đến thôi. MC Đại Nghĩa kêu gọi mọi người cùng chung tay hỗ trợ bà con miền Tây. MC Đại Nghĩa cập nhật danh sách 14 xã thuộc tỉnh Bến Tre sẽ được lắp đặt máy lọc nước trong những ngày tới. Trước khi tặng máy lọc nước, MC Đại Nghĩa cũng tặng hơn 4.000 khẩu trang miễn phí nước rửa tay cho công nhân. Hoa hậu Hennie, Á hậu Kim Duyên xúc động khi thấy người dân miền Tây gặp khó khăn. Hoa hậu Hennie cũng vô cùng đau xót khi chứng kiến cảnh miền Tây đang phải chống chọi với thiên nhiên. Nàng hậu cũng cầu mong cho mọi người được cải thiện để đời sống bà con bớt khó khăn hơn. Khi nhìn những hình ảnh này, Hen cảm thấy xót xa trong lòng bởi người dân miền Tây Nam Bộ đang phải chống chọi với khó khăn thử thách từ thiên nhiên. Hen cầu mong mọi chuyện sớm được cải thiện và đời sống bà con mình bớt khó khăn hơn. Bên cạnh đó, Hen đọc thông tin, thấy mọi người đã bắt đầu nghiên cứu các biện pháp để nương theo khó khăn mà giải quyết. Chẳng hạn như chuyển đổi sang trồng giống cây có thể chịu hạn, chịu mặn, nuôi tôm sú luân canh trên đất ruộng. Hen tin rằng chỉ cần cố gắng, chỉ cần đồng lòng với nhau, khó khăn thử thách nào cũng có thể vượt qua. Con người không bao giờ bó tay trước thiên nhiên, cuộc sống là như vậy. Càng khó khăn ý chí sinh tồn, con người càng trở nên mạnh mẽ. Cố gắng lên nhé bà con miền Tây ơi. Sinh ra và lớn lên ở Cần Thơ, Á hậu Kim Duyên vô cùng đau xót khi hay tin miền Tây quê mình đang chịu những thiệt hại vô cùng lớn. Người đẹp mong bà con sẽ cùng chung tay nghĩ ra cách để vượt qua đợt khó khăn này. Bên cạnh việc hy vọng tình trạng sẽ giảm bớt đi, mọi người đang chung tay cùng nhau nghĩ ra cách để qua cơn khó khăn. Trong cái khó ló cái khôn, trong thử thách có sáng tạo, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, duyên tin là như vậy. Thủy Tiên kêu gọi mọi người cùng tìm cách giúp bà con miền Tây. Là người con của Kiên Giang, nữ ca sĩ Thủy Tiên không kìm được lòng khi hay tin bà con mình đang gặp khó khăn vì hạn và ngập mặn. Trên trang cá nhân của mình, vợ chồng Công Vinh kêu gọi mọi người cũng tìm ra phương án để cô có thể giúp bà con. Hạn mặn làm chết hết rau trái, ruộng lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long, người dân miền Tây không có nước xài, phải đi xếp hàng lấy nước ngọt. Cây trái chết hết, đau lòng quá, mình muốn giúp mà không biết làm gì đây nữa. Có ai có cách gì, phương án gì không, chỉ mình với ạ. Những dòng chia sẻ của Thủy Tiên nhận được sự ủng hộ lớn của người hâm mộ. Không chỉ các nghệ sĩ ở trên mà hiện tại còn rất nhiều nghệ sĩ đang cùng nhau chia sẻ thông tin và kêu gọi chung tay giúp đỡ bà con miền Tây vượt qua được giai đoạn thiếu nước. Mong rằng bên cạnh sự đồng lòng đồng sức của mọi người thì thời tiết sớm ổn định, mưa xuống nước lên cho đời sống của mọi người dân đồng bằng sông Cửu Long được cải thiện sớm hơn. Phùng Ngọc Huy, giờ anh thấy hối tiếc, muốn xin lỗi mà đã quá muộn. Khi hay tin Mai Phương đang trở bệnh, Phùng Ngọc Huy cho hay, giờ anh thấy hối tiếc, muốn xin lỗi mà đã muộn. Từ ngày Mai Phương phát bệnh đến hơn một năm nay, dù chưa thể từ Mỹ về Việt Nam thăm nom lại chăm sóc bạn gái cũ, nhưng Phùng Ngọc Huy vẫn nhắn tin hỏi han. Sau thời gian được về nhà vì sức khỏe ổn định, khi có thể đi đóng phim, đi diễn thời trang, đưa con gái đi chơi, từ trước Tết Mai Phương tiếp tục bị trở nặng, khiến các sao Việt lo lắng cầu nguyện. Phùng Ngọc Huy, nhiều lúc anh lo mê chơi vui với bạn bè mà bỏ mặc em. Từ trước Tết đến giờ, bệnh tình của Mai Phương tái phát khiến nhiều nghệ sĩ lo lắng.
Phùng Ngọc Huy, tình cũ của cô đang ở Mỹ, cũng chia sẻ tên bài hát buồn, Thà Anh. Đánh mất cùng dòng Captain, nhiều lúc anh lo mê chơi vui với bạn bè mà bỏ mặc em, giờ anh thấy hối tiếc muốn xin lỗi mà đã quá muộn màng. Ngay sau chia sẻ của nam diễn viên, nhiều người khuyên anh nên thu xếp thời gian về gặp Mai Phương, bởi thời điểm này, đây ít nhiều sẽ là động lực giúp cô vượt qua bệnh tật. Phùng Ngọc Huy xin lỗi vì phản bội mẹ con Mai Phương. Vào tháng 8 2018, không thể làm ngơ trước sức ép của dư luận, Phùng Ngọc Huy đã lên tiếng nói rõ về việc mình bỏ rơi mẹ con Mai Phương để sang Mỹ định cư. Anh viết, gửi tất cả những người bạn và những người đang quan tâm đến chuyện của Huy và Mai Phương trong những ngày qua. Đây sẽ là lần đầu tiên và lần duy nhất Huy lên tiếng về việc này, bởi vì lúc này điều quan trọng nhất không phải là Huy, mà là sức khỏe của Mai Phương và cuộc sống của bé La Vi. Những ngày qua, Huy chịu rất nhiều áp lực và chỉ trích, thậm chí chửi rủa và kêu gọi tẩy chay. Và cho đến giờ chuyện này đã đi quá xa, làm ảnh hưởng đến gia đình của Huy, và nhất là ảnh hưởng đến tâm trạng sức khỏe của Mai Phương, nên hôm nay Huy buộc phải lên tiếng. Huy có lỗi khi đã không lo lắng được cho mẹ con Mai Phương nhiều hơn, nhưng Huy chưa hề bỏ mặc mẹ con Phương. Huy ở bên Phương trong giây phút vừa cạn cùng tổ chức sinh nhật đầu tiên cho con. Mặc dù khi đó Huy và Phương đã không đủ duyên nợ đi tiếp cùng nhau, nhưng cả hai đều mong muốn giữ mối quan hệ thật tốt vì La Vi. Sau khi Huy sang Mỹ định cư lúc La Vi lên 2 tuổi, Huy và Phương vẫn là những người bạn tốt của nhau, vẫn giữ liên lạc thường xuyên, vẫn FaceTime để La Vi không quên mặt ba. Phương cũng hiểu tình hình của Huy nên không đòi hỏi chu cấp, nhưng thỉnh thoảng Huy vẫn gửi quà và hỗ trợ một phần nhỏ để lo cho bé La Vi. Anh cũng cho hay bản thân rất sốc khi hay tin Mai Phương mắc bệnh do công việc chưa ổn và nhiều vấn đề chưa thể giải quyết nên chưa thể thu xếp về nước với bạn gái cũ và con gái. Trong những ngày vừa qua khi biết tin Phương lâm bệnh, Huy sốc và rất buồn. 2 tuần trước, lúc mới biết tin, Huy còn không thể tin được sự thật và còn khuyên Phương đi khám lại vài nơi cho chắc chắn. Nhưng điều không ai mong muốn đã là sự thật. Huy hụt hẫng và dưới sự tấn công dồn dập từ cộng đồng mạng, Huy hoàn toàn suy sụp tinh thần. Huy rất muốn bay về ngay với Phương và La Phi. Huy ước mình có thể làm được điều đó, nhưng hiện giờ vì một vài lý do bất khả kháng nên Huy chưa thể về ngay được. Huy mong là trong thời gian ngắn vấn đề của Huy có thể giải quyết ổn thỏa, lúc đó Huy sẽ lập tức bay về Việt Nam. Huy nói điều này là thật tình, mong mọi người cảm thông cho Huy vì tương lai của bé La Vi. Hiện giờ khi việc bên Mỹ chưa ổn, Huy chưa thể về Việt Nam. Huy vẫn liên lạc với Phương mỗi ngày, động viên và ủng hộ tinh thần cho Phương, khuyên Phương phải luôn kiên cường và giữ tâm thái thật tốt để chống chọi với bệnh tật. Bên cạnh đó, Huy cũng thường xuyên liên lạc với những người bên cạnh chăm sóc Phương để cập nhật tình hình sức khỏe của Phương và cuộc sống của bé La Vi. Phương hiện giờ đang tiếp nhận trị liệu nhưng vẫn khuyên Huy giữ gìn sức khỏe và đừng buồn vì những lời công kích không hay trên mạng, anh nghẹn ngào. Việc Phùng Ngọc Huy bị tấn công dữ dội đến mức Ốc Thanh Vân phải lên tiếng bên vực. Huy có nhắn tin riêng với Ốc, bạn ấy cũng muốn về. Cũng không được đâu các bạn, kẹt giấy tờ Mỹ xa xôi quá. Hy vọng Phùng Ngọc Huy sẽ sớm thu xếp được giấy tờ để quay về Việt Nam thăm Mai Phương và con gái càng sớm càng tốt. Cùng chúc cho Mai Phương bình tâm vượt qua được mạo bệnh để tiếp tục nuôi nấng La Vi.